Nghề nặn lò đất đã gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của biết bao thế hệ người dân vùng hòn đất. Nguyên liệu chính nặn lò đất là đất sét, nhưng hiện nay các chủ cơ sở lò ở đây thiếu nguyên liệu trầm trọng và ngày càng khó tìm. Xóm lò Đầu Roi đứng trước nguy cơ bị mai một. Chi phí mua đất sét, cát, chấu để nung, thuê nhân công khá cao nên nhiều người dân ở đây không còn tha thiết với nghề nặn lò đất. Hồi trước thì cái xưởng nghề này nó là một, ví dụ một xóm này 10 nhà, nó mà hết 10 nhà. Nhưng mà từ cái năm mà có vụ lúa tới giờ có người ta có ruộng, người ta bỏ cái nghề này, giờ nó ế ẩm, ta bỏ. Thì số nhân công ở đây ta làm không có ăn, ta đi làm mướn Bình Dương muốn hết rồi. Nếu mà vật liệu nó như hồi xưa thì là, nếu mà làm nghề này thì theo tôi biết từ hồi bắt đầu tôi làm tới giờ thì sống được. Có nghĩa là mình không nói làm giàu tột đỉnh thì không có. Nhưng mà có thể mình sống được, có thể thoải mái được. Nhưng bây giờ thì nó ngay cũng phải sống được thôi, làm cũng phải có lời, nhưng mà bây giờ thì nó hơi mỏng, chứ không như hồi xưa. Nhu cầu sử dụng lò đất của người dân ngày càng ít đi do sự phát triển ồ ạt của bếp ga, bếp điện, nồi cơm điện, lò làm bằng xi măng kiểu dáng đẹp làm cho sản phẩm lò từ đất nung ở làng nghề Đầu Roi, huyện Hòn Đất chào đảo trước sức ép của cơ chế thị trường. Sản phẩm lò nặn ra số lượng ngày một giảm, tiêu thụ chậm khiến cho nhiều chủ cơ sở lò đất ở đây không khỏi lo lắng, làng nghề nay mai sẽ không còn đỏ lửa. Người ta sẽ dùng bằng các phương tiện là bằng ga, bằng điện này kia thì nó sẽ phát triển nhiều hơn. Thì cái người sử dụng bằng cái nghề lò đất này thì nó từ từ nó giảm đi. Nên là từ cái chỗ đó bây giờ khi mà sản xuất ra được thì cái giá thành nó thấp, không có lợi, là không có lợi nhuận nên người ta không có thiết tha nữa. Nguy cơ mất đi làng nghề này là điều khó tránh khỏi nếu không được sự quan tâm đầu tư, phát triển của các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang và huyện Hòn Đất. Kỳ vọng của người dân Hòn Đất là giữ mãi xóm lò luôn đỏ lửa, quy hoạch đầu tư để phát triển thành làng nghề, không những để có công ăn việc làm ổn định, tăng thu nhập cho kinh tế gia đình mà còn giữ gìn được nét văn hóa đặc trưng xứ Hòn Đất đã gắn bó với đời sống của biết bao thế hệ người dân ở đây trong suốt hơn một thế kỷ qua.